Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Sức Khỏe, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho bạn và gia đình bạn. Cách trị hờ bằng tỏi ngay sau lần đầu áp dụng. Tỏi chính là gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi nhà. Bên cạnh đó, tỏi còn được coi là vị thuốc với tính ấm, vị hăng và có mùi đặc trưng, được sử dụng để điều trị một số bệnh. Nền y học cổ truyền cũng như hiện đại đều công nhận những tác dụng của tỏi đem lại: phòng cúm, long đờm, giảm nghẹt mũi khó thở. Cách trị ho bằng tỏi chỉ sổ mũi, viêm họng, làm ấm và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tỏi mang lại khả năng chữa ho hiệu quả bởi vì chúng chứa rất nhiều những hoạt chất tốt, kháng sinh tự nhiên acylin với công năng rất mạnh, tiêu diệt cũng như là gây ức chế các vi khuẩn gây bệnh. Quả đó, cả hệ miễn dịch và sức đề kháng đều được nâng cao, khiến cách chữa ho bằng tỏi đem đến cải thiện đáng kể cho phế quản. Ngoài allicin, tỏi còn chứa diasulfit giúp dễ dàng tiêu diệt vi khuẩn, gây ức chế những tế bào ung thư, phòng chống mọi ảnh hưởng có thể là tác nhân gây đến bệnh liên quan tới tim mạch. Chất chống oxy hóa mạnh hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, hoạt chất này sẽ gây ra những tác động quan trọng để bảo vệ các tế bào màng trước sự công kích của các tác nhân gây hại, cũng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe cho cơ thể bạn. Để làm dịu và xua tan cơn ngứa ở vòng họng, giúp giảm nhanh cơn ho, người bệnh có thể áp dụng cách trị ho bằng tỏi dưới đây. Đầu tiên là nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên, nguyên liệu thứ nhất chính là mật ong nguyên chất. Nguyên liệu thứ hai là một củ tỏi. Ở cách trị ho này, chúng ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu này thôi. Cách các bạn thực hiện rất đơn giản. Đối với tỏi, bạn hãy bóc sạch phần vỏ ngoài của nó đi cho mình. Tỏi sau khi đã được làm sạch vỏ rồi thì cắt thành các lát mỏng cho mình nhé. Vậy là mình đã sơ chế xong tỏi rồi đấy. Bây giờ bạn chuẩn bị một hũ thủy tinh nhỏ có nắp đậy kín. Bạn cho tỏi vào trong hũ này. Sau đó đổ mật ong ngập phần tỏi cho mình. Với hũ hỗn hợp này thì bạn đậy kín lại để yên trong vòng 1 tuần để cho các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau. Sau khi đã ngâm được 1 tuần rồi thì bạn hãy dùng một thìa cà phê tỏi ngâm mật ong mỗi ngày vào buổi sáng.
nó sẽ giúp cho cơn ho được thuyên giảm nhanh chóng. Ngoài ra, cách làm này còn tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể bạn nữa. Điều ý khi dùng tỏi trị ho cùng mật ong. Bản chất của tỏi là tính nóng cao, cho nên sử dụng bạn cần hết sức chú ý đến liều lượng. Việc dùng nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến gan, gây nổi mụn. Mật ong và tỏi không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi bởi khả năng gây nhiễm độc cao. Những phương pháp chữa ho dân gian bao gồm cả tỏi và mật ong chỉ phù hợp với những người bị ho nhẹ. Đối với những trường hợp nặng, bạn cần phải đến các cơ quan y tế để thăm khám và nhận sự điều trị. Sử dụng cách trị ho bằng tỏi hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc vào cơ địa cũng như là tình trạng bệnh của mỗi người. Vì vậy, bạn cần phải kiên trì thực hiện. Khi thực hiện cách làm này, bạn không nên ăn đồ cay nóng, sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá khi mà điều trị ho, bởi nó sẽ làm cho tình trạng ngày một tệ hơn. Uống thật nhiều nước, tránh để khô họng, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Bổ sung thêm nhiều vitamin C, các loại đồ ăn dinh dưỡng phù hợp để cơ thể mau khỏe lại, đồng thời cũng là tăng cường sức đề kháng. Bạn cũng có thể sử dụng thêm cả cách trị ho bằng tác. Tập thể dục đều đặn làm giảm đau mỏi, nâng cao sức khỏe. Kết hợp với những loại trà thảo dược có tác dụng chữa ho như là trà cam thảo, trà gừng, trà quế. Nhưng cách trị ho bằng tỏi và những lưu ý khi sử dụng các nguyên liệu này đã được liệt kê đầy đủ trong bài viết. Hy vọng là những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn thật nhiều khi bị cúm hay bị cảm nhé. Chúc các bạn mau khỏe!